Mừng ghê, đến giờ ăn trưa rồi. Món salad mình làm ngon lắm đó nha. Ellie đói lắm rồi đó. Và thế là hết, như một con gió luôn. Nhưng mình vẫn còn đói lắm. Nhìn những nhỏ kia đang ăn gì kìa. Tụi nó ăn ngon lành quá ha. Mình phải lấy một ít mới được. Ra tay thôi bà con. Lấy một miếng khoai thôi thì không sợ. Trời ơi, ngon thế. Thêm một miếng burger nhỏ xíu nha. Cậu ta chả biết đâu. Đã cái đường dễ sợ đó bà con. Giờ thì dàn dựng lại hiện trường thế thôi. Phew. Mình đang làm gì vậy? Đồ ăn của tụi mình đâu? Chỗ này bừa bộn quá. Ủa, cậu ăn chưa thế? Tớ mang gà đấy. Nhưng tớ cần 500 lửa đã. Gà phải chín đều mới ăn được nha mọi người. Tuyệt vời. Ngon thế này thì ai mà không thèm chứ. Một cái nữa này. Cậu ấy mang nhiều thế. Đã đến lúc cắn miếng đầu tiên rồi. Cho miếng nha bố. Ngon lành. Ngon dễ sợ luôn đó. Nhưng mà mình vẫn còn thèm. Gì vậy? Gà đâu hết rồi? Ali. Xin lỗi nha bố. Khi bạn phải cố bộ thật xa thì nhạc hay sẽ hữu ích lắm đấy nha. Nhưng sao phải đi khi bạn có thể nhảy chứ? Hơi hơm, nhưng ít nhất thì Thomas cũng đang vui. Xoay người cẩn thận đấy ông ơi. Vùng dậy dậy nữa rồi. Chút nữa là tiêu. Khoan, cái xe đó đang tới chỗ này hả? Ôi, Thomas, nhờ mà lên đi. Thôi xong. Điện thoại đâu rồi nhỉ? Cột nhanh lên nữa đi. Trời ơi. Wow, mình không muốn chạy đâu. Hả? Hả? Làm thế nào mà hay vậy? Cậu đã cứu mạng thế đấy. Đâu cần thì siêu sức mạnh sẽ có mặt thôi. Cảm ơn nhiều nha. Cho tôi xuống cái coi. Đó. Không có chi đâu. Ui da. À, còn dây giày của mình nữa. Mong là cái xe đó đáp rất an toàn. Mà nó bay đi đâu ấy nhỉ? Cậu không sợ à? Ác quỷ, mấy bộ phim chán giết sảm muốn chết. Hài kịch lãng mạn mấy ghê. Sao chứ? Tớ ổn, đừng lo. Ôi giời. Giờ mới hoảng thật đây này. Mẹ đang trên đường về nhà sao? Hả? Sao cậu lại làm rơi hết ra thế? Thôi nào, sống vui lên ông ơi. Hài, bực thế chứ. Tớ tức thật rồi đấy nha. Mình phải lau dọn thôi. Mẹ sẽ điên lên nếu thấy cái đống này đấy. Nhưng mà mình giỏi cắt dọn thật. Giờ sao hả? Mình không có kiểu hốt rác. Chỗ này này. Hả? Nghĩ sao tớ quét xuống đó vậy? Đi nào. Máy bay giấy lượn tới này. Vụ này khó thế nhỉ? Cậu ấy cần thứ gì đó mạnh hơn. Băng dính chẳng hạn. Ánh sáng gì vậy? Bắt lấy này. Tớ phải làm gì với băng dính đây?
À, hiểu rồi, cảm ơn cậu nha. Dán băng dính hai mặt lên chổi, thế này thì bụi bẩn sẽ bắn vào chổi ngay. Thử cái nào. Người tới số rồi đó, Cheetos. Giờ lột ra và biến vào thùng rác đi. Mọi người có thể gọi tớ là thần đồng dọn dẹp rồi đấy. Tỉnh quá. Cậu cũng thế đấy. Tờ giấy này đẹp quá. Đến giờ thủ công rồi. Ủa, sao lại hỏng thế này? Cho tớ mượn kéo với. Mờ hả? Để xem có cái gì dùng được không nào. Sao lại có cái này ở đây nhỉ? Wow, thiên thần tới giúp mình này. Chào. Hai, tớ không có kéo. Chả khó đó nha. Tớ biết rồi. Cái này được không ta? Cửa thì hơi bị quá đấy gái. Thôi khỏi. Tùy cậu thôi. Thế cái này thì sao? Hơi nặng ấy. Thước kẻ sao? Cắt giấy bằng thước kiểu gì trời? À, tớ biết rồi. Nếu để thế này thì thước sẽ cắt như kéo như luôn. Đó, hiệu quả cực kỳ. Gần xong rồi. Và giờ mình cắt được mấy cái hình đẹp đẹp rồi. Giỏi lắm Brian. Ai cần kéo nữa chứ. Xác sống vẽ giỏi hơn là học các môn khác. Tóc cứ xõa vào mặt. Tránh xa tao ra đi tóc. Bực cả mình. Mình sẽ vén qua tai. Tốt hơn nhiều rồi. Ôi không, tóc mình dính vào màu vẽ rồi. Không, giờ tóc xanh lè rồi. Ngày hôm nay tồi tệ thật. Bạn Kate của xác sống gặp rắc rối kìa. Xác sống có giải pháp cho rắc rối của Kate đây. Kate, băng đồ xác sống sẽ có giúp Kate đấy. Trông nó giống băng đô bình thường. Cảm ơn rắc sống sẽ tuyệt lắm cho xem. Kì, chưa cần cái này nữa. Giao Hà, lấy lại băng đô của cậu đi, tôi không cần đâu mà. Không kì, đừng lo. Cái này không phải giao thật. Ồ, ok, tớ hiểu rồi. Rắc sống có một kế hoạch hay cho giao và băng đô. Rắc sống cắt lưỡi dao và chuôi ra. Giờ rắc sống tìm một cái băng đô trơn. Ta súng bắn keo lẫn keo nữa. Bắn keo lên cái băng đô nè. Được rồi, giờ là bước tiếp theo. Lấy chuôi dao giả và dính vào băng đô. Nhớ dính thật chặt nha. Giờ lấy lưỡi dao giả và dính vào phía bên kia của băng đô. Nhớ dính hết cạnh của lưỡi dao. Khi keo khô lại là xong đó. Kate, xác sống làm cái này cho cậu nè. Băng đô phong cách xác sống đó. Oh wow, tuyệt thần đấy xác sống ơi. Đeo cái này thử xem nào. Cảm ơn cậu nhiều nha xác sống. Oh, tự nhiên tôi có ý hay. Hãy lừa ai đó đi. Ý này hay đó Kate. Xác sống dùng dao với Kate. Chuyện gì đang xảy ra ở bên kia vậy? Là Kate với dao cắm trên đầu hả ta? Xác sống Eva giết Kate kìa. Cậu ta bị lừa rồi, thành công dễ sợ. Chứng mình đúng là cặp đôi hoàn hảo đó xác sống Eva. Xác sống cần đồ trong tủ. Nhưng cần cái gì nhỉ? Xác sống không nhớ được. À phải, xác sống cần sách để vào lớp. Một cuốn. Hai cuốn. Đủ sách xác sống cần rồi. Thế là đủ. Ba lô rách rồi. Đồ của xác sống rơi hết cả này. Tệ thật. Xác sống phải làm gì đây? Xác sống bị sao vậy? Nhìn cậu buồn thế. Cặp xác sống rách. Không đựng đồ được rồi.
trời đất ơi. Trời đất, tiếc quá. Chờ đã, tớ có ý này. Mình có thể dùng cặp tớ để cải thiện tình hình đấy. Đặt cặp phẳng phiu xuống để dùng bút chì vẽ lên nè. Các đường thẳng thớm giúp chữ to đẹp hơn. R.I.P. Hoàn hảo luôn. Giờ đến phần tiếp theo. Mình sẽ vẽ từ chỗ này. Tiếp tục vẽ xung quanh toàn bộ chiếc cặp. Trông đẹp đấy. Giờ mình cần bút lông. Đã đến lúc tô chữ rồi. Bút lông hiệu quả thật đó. Đừng quên tô bút dạ lên đấy nhé. Được rồi, màu đen xong rồi. Tiếp đến là xanh lá. Màu này thì mình phải tô ra tận cánh. Tuyệt, giờ trang trí nào. Một chú nhện, hai chú nhện. Hoàn hảo. Trái sắc giống, tôi có một món quà bất ngờ cho cậu đây. Sắc giống thích nó. Sắc giống ưng cái ba lô này quá. Để sắc giống vặn cổ để ngắm ba lô nha. Trông đẹp quá. Sắc giống rất vui. Ghê rợn thế. Nhưng tớ mừng vì cậu thích. Bạn kết của sắc giống có trái tim to và não cũng to.